hôm nay mình chào bà con hết bà con ơi thì hôm nay mình chia sẻ cho bà con cái làm chuồng bồn làm chuồng bồn như thế nào đó mình hôm nay mình chia sẻ bà con mình dặn lại cho bà con coi thì nó dễ hơn để nhiều khi bà con nuôi cái chịch cái nó phòng có da không à cố gắn hoàn hành mình á thì hôm nay bà con coi cái chuồng này là mình không phải là cái chuồng nuôi nha bà con nè mình để chống lỏng ngoài trời này nha không có không có che có che chỉ khúc này thôi đó, bà con thấy rõ không có che cốt cốt này thôi chứ không có che hết chuồng đó thì à, mình phiên bà con á làm cái chuồng á làm cái chuồng nuôi gắn á, mình làm cái chuồng nuôi gắn nó chuồng, chuồng bồn á thì bà con nên xây cho nó nó xéo nó xéo như cái chuồng heo vậy đó nó xéo xẹo như chuồng heo nó nước nó phải nó ra là bà con nên che mái nha bà con đừng có che mái giáp ha ví dụ như cái này là tới từ trên tới dưới là nó giáp nè bà con thấy không từ trên tới dưới là nó giáp nó thì con gắn mình nuôi không có được không có được nuôi cũng đạt trong mát nuôi cũng đạt vậy mà nó phải có cánh nắng bằng đêm con gắn nó ra nó phải thương một cái nữa chứ không phải là con gắn nào nó thiếu độ độ ẩm của nó đó thì con rắn nó cũng phải ra phải thương nữa nhưng bà con che hết trơn đó là nó dở lắm nó không có được con gắn mình nó không được phải thương đó, thì mà mà bà con để chống không đó, thì mưa xuống đó, thì chắc nước mưa đó là chắc nước axit nước axit không à cho nên cái bình điện của mình đó nó khô nước và con múc nước mưa hứng nước mưa và con đổ vô cái bình điện mình là nó cũng xài vẫn bình thường là nó có chắc nước xít nó thành thử ra nó chắc axit của nó thành thử ra con rắn của mình nó bị phòng có da cho nên đó, không phải cái đám mưa thì cái đám mưa nào không phải như đám mưa nấy đâu cái đám mưa là vì đó mưa khác cái đám mưa nước nước axit nó cao cái đám mưa chắc axit nó thấp nhiều khi cái đám mưa mà chúng cái nước axit nó cao đó thì à, coi như là mình cố gắng mình bị phòng da không ví dụ như mình để trong lỏng nè con coi nè để trong lỏng nó tán xuống đám mưa lớn một cái nổi nước luôn hết trơn thì mình bắt buộc mình phải lấy mua tưa nè Tại mình dựa gắn trong đây mình bán đó Mình lấy mua tưa mình xịt mình xả nước hết trơn Mình bơm cho nó ngập lên Mình xịt mình xả nước nó hết Chứ không có để cái nước mưa của nó Để nước mưa nó là con gắn bị phòng có da Cho nên mình phiên bà con nuôi đó, Thì bà con nên che cái mái trái Thì trong khi đó mình che 73 cái chuồng mình Ví dụ như mình ví dụ thôi Ví dụ như cái chuồng mình nó 10 mét thì mình che nó là 7m mét, 7m mét, 7m mét trong mát 3 mét ngoài nắng còn ví dụ như chuồng mình 5 mét thì mình che 3 mét gửi hay hoặc 4 mét trong mát còn một mét hơn một mét ngoài nắng thì con gắng của mình đó cái đám mưa là nó mưa xuống ngay gan chỗ mình ra nước nè Bà con coi nha cái ống bọng đó, đó thì mình che che mình chờ chừa cái lỗ trống là chừa ngay gan ở chỗ mà nó xuống nước nó xuống cái chân đầu đó là nó chảy ra ngoài luôn chứ bà con đừng có để chứ nó lên trên này ha nếu mà lên trên này đó lên vết trên này nè thì mưa nó mưa mưa nó mưa xuống đây thì nó chảy lòn xuống dưới thì nó cũng vẫn dính con gắn như thường dính con gắn là nó cũng vẫn phòng da thôi mình cũng bị phòng da gắn phòng da luôn là do nơi là mình dựa cái trong này mình bán nè ví dụ như mình dựa mà nó bán trong khi người ta đặt bao nhiêu ký người ta điện mình đặt bao nhiêu ký trước á thì mình đem về mình bán đó, thì không có bị mưa thì mà cố gắng mình không có bị phòng da còn nếu mà nó quất nó mưa nổi nước á trong khi mình không có ở nhà đó thì là trong hai ngày là con gắn nó lên phòng da rồi còn nhiêu có có mình trong nhà có mình ở nhà mình thấy đám mưa là mình ra mình lấy mua tưa mình xịt nước mình tưới mình xả giáp chuồng hết trơn tưới nước mưa xả giáp chuồng hết là con gắn không bị phòng da còn mình không tứ là con gắn bị phòng da cái nước mưa này là cái chất axit nó rất là cao chứ không phải mà cái đám mưa nước mưa không phải như nước lạnh mình đâu Bà con nghĩ nước mưa như nước lạnh mình không có phải đâu Rồi á Bà con nên á Xây cho nó xéo thiệt là xéo Đừng có xây nó ngang quá Xây xéo mưa xuống là phải nó gót ra liền Đó Mà cái chuồng của bà con á làm đó ha thì là phải che nha mình dặn bà con để nhiều khi bà con nào mới coi một hai clip rồi bà con làm chuồng nuôi không có che mưa che nắng đó ha thì là nó bị ảnh hưởng mình cái phòng da không đó thì mình chưa hôm nay mình chia sẻ cho bà con rồi cái này có phần này ha rồi mình sẽ tiếp tục luôn cũng cái clip này luôn rồi mình giải thích cho bà con dễ hiểu luôn cái khi mình nuôi trong chuồng bồn như gì đây đó nuôi trong chuồng bồn như gì đó bà con thấy là mình là xài cỏ không nghe bà con chứ không có xài thứ khác nữa đó, xài cỏ như hoặc là cây có voi hay hoặc cái này cái nọ thôi chứ bột dừa hay là gom mình không có xài mấy cái phần đó nếu mà gom với bột dừa là cái đó mình không có xài nó con gắn nó bị hay bị phòng da nhiều nó nuôi không có đạt rồi mình sẽ chia sẻ cái phần này cho bà con coi bà con coi nè cái những có cái, cái lỗ nè bà con thấy cái lỗ không đó cái lỗ nó có sẵn đó nghe bà con đó bà con thấy cái lỗ đó không đó là con gắn nó chung lên chung xuống nè đó bà con thấy lỗ không đó nó lỗ nó đó, đó có lỗ sẵn hết trơn đó mình sẽ thâu cái hình lại một chút nữa thâu hình cho bụi bự chút nữa coi đó. Bà con thấy cái lỗ nó dễ hơn, đó bà con thấy không? bà con thấy cái lỗ gắn lồng lộng không? Rồi mình sẽ quay những cái lỗ gắn cho bà con coi rồi mình giải thích cho bà con hiểu luôn. Nè này cũng như cái lỗ nó gì đây, nó bà con thấy không? nó những cái lỗ nó lên xuống của người ta nó dễ cất bà con thấy không? nó, nè đó. bà con thấy lỗ gõ gàng chưa? nè, nó những cái lỗ nó, đó đó. nè nó. Đó lỗ nó có lỗ đạn hoàng hết trơn đó mà con thấy gõ gạn ha thì đây cũng vậy đó mà con kỹ coi kỹ nghe nó lỗ nó có sẵn hết trơn đó mà con thấy không thì con gắn nó lên xuống nó lên xuống là hàng đêm hàng ngày thì nó lên xuống bằng đêm nó lên ăn ngồi đó hoặc là nó ra uống nước ha à. thì trong khi mình muốn để cỏ thêm cái cỏ của mình nó xẹp xuống lâu ngày nó mục nó xẹp xuống sát đó mà con thấy không thì nó mục nó sẹp xuống sát thì à, bà con nên lấy cây cỏ hay hoặc những cái cây cỏ nào cũng được cỏ dôi hay cây sậy hay cái bắp gì cũng được rồi bà con nên đem ra đem phơi nắng đi đem phơi nắng rồi cho bà con nên ngâm nước ngâm ví dụ như mình làm mũ như cái thao đó vậy đó mình bỏ nước mình bỏ cỏ vô bơm cho nó đầy ngâm từ hai đêm ba đêm bốn đêm gì đó tùy theo thời gian mình ngâm thôi mình ngâm ngâm cho nó xả mà cái phấn nó ra rồi đàng hoàng hết trơn nó nó cũng rút nước vô trong cái thân cây thì bà con đem phơi khô lại bà con đem thảy ra mà nắng phơi khô lại phơi đừng cho nó khô bà con phơi cho nó gáo hết trơn thôi đừng cho nó khô chát đừng cho nó khô khô như lúc đầu mình phơi lúc đầu mình phơi thì phải khô sau này mình thảy vô trong nước mình ngâm á thì mình phơi cho nó dốt dốt thôi không cho nó khô không đặng cho nó giữ độ ẩm trong cái thân cây thì cái chuồng của mình á để vô thì nó không có bị mốc mà nó không có bị nóng thì cái độ ẩm nó vẫn đủ cố gắng mình không có bị khô da đó, thì mình giải thích cho bà con bà con nghe cho kỹ đó rồi mình thảy lên mình thảy lên chồng với cái lớp cũ này nè ha lên chồng có lớp cũ này thì mình thảy lên nó khoảng một tắc dưới một tắc gửi độ lợi thôi cho bà con đừng có thảy lên cao quá vì cái, cái lỗ con gắn nè cái lỗ con gắn thì nãy mình gọi bà con thấy rõ nó lỗ con gắn đó đó thì mình thấy cái độ một tắc hơn một tắc mình cho con gắn nó lên đó nó chung lên là nó có cái lỗ nó lên thở liền nó, nó có cái lỗ thông hơi lại cho nên cái chuồng của mình là nó mát nó không bị nóng còn bà con thảy lên thêm bốn năm tắc ba bốn tắc nữa thì bà con thấy cái chuồng mình sẹp nhiều quá rồi mà bà con thảy lên cao thì trong khi đó mà con thảy cao thì nó lắp cái lỗ hết trơn rồi thành ra cái chuồng của mình nó nóng nó hầm lại là cái chuồng mình bị phòng cái da con gắn lại đó nó hầm thì con gắn mình nó bị phòng có da cho nên bà con để muốn thảy vô cho chuồng mình thảy thêm á, thì bà con để chút ít chút ít thôi khoảng tắt hơn tắt thôi rồi mình một tháng hay hoặc nửa tháng hay hai mươi ngày gì đó rồi nó có lỗ khác lại mình con bà con thấy nó có cái lỗ gì nữa nè nó dụi lên thì nó có lỗ đàng hoàng lại rồi ừ. thì bà con cứ việc thảy vô nữa đó một lần một tháng hay là hai mươi ngày tùy theo gắn mình nó lên xuống cái lỗ nó thông chưa nó thông rồi đàng hoàng mình hãy thảy nữa chứ nó chưa thông bà con đừng có thảy nha mình dặn cho bà con đó thì bà con nên che trái nha che trái đâu đó đàng hoàng đó che hết trơn luôn chừa lại một hoặc khúc nắng thôi chứ bà con đừng có để mút quất đâm mưa xuống á con gắn của bà con nuôi không phải như con gắn mình vừa bán mình vừa bán á ví dụ như nó có ảnh hưởng một cái đám mưa hai đám mưa gì nước mình ở nhà mình không hay á thì mình đo bữa mình về mình đi công chuyện gì á thì nó lỡ có phòng da chút đỉnh thì mình đem ra mình xử lý liền xử lý liền rồi mình mới đưa ra ngoài thiên nhiên thì nó hết chứ không có gì cả hết đó Còn mà bà con không có chuồng thiên nhiên thì bà con đâu xử lý đường nào được đâu cho nên nó khó cái chỗ đó mình phiên bà con nên là phải che cái trái mái đừng cho mưa mưa xuống mưa thì nó mưa một khúc khai nước ra đó bà con thấy cái lỗ đó phải không đó mưa thì cái khúc nó đi ra đó thì nó mưa khúc đó nó chở ra nó thôi nó không có ảnh hưởng gì bên con gắn của mình đó là nó không bị phòng nó da còn bà con nếu mà để chống luôn hết trơn á là mưa là, là phải phòng da đó, nước mưa là chắc nước ít xít. Cho nên người ta xài bình điện người ta cũng vẫn thiếu nước xít, người ta cũng vẫn múc nước mưa nó để đổ vô bình điện người ta xài đó. Thì mình phiên bà con cái đó, cái những cái mình chỉ cho bà con đừng có ảnh hưởng bên cái chuồng mà mình nó bị phòng có da đó. Thì nó chỉ có cái tó thôi, nó không có phòng có da. Chứ bà con để cái cỏ vô đó, thì bà con để từ 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 lên ví dụ như 20 ngày một tháng như đó mà con để lên nó phân tắc thắt gửi rồi nó làm lỗ đâu đó đàng hoàng lại nữa y gan như cái gì đây thì mình hả để tiếp theo chứ đừng bà con đừng có để ập vô bốn năm tắc bao tắc một lượt một là không có được là mình gắn mình bị phòng da hoài à là đây là bên cái chuồng bồn rồi có khi bữa nào mình rảnh nữa thì mình làm cái chuồng bên cái trồng cỏ nữa thì nó càng ngày nó càng tốt như thế nào đó với cái chuồng thiên nhiên thì mình sẽ làm bên cái chuồng thiên nhiên á thì uh, chắc có thể vài ngày nữa mình mới có rảnh tại trong lúc này mình ít có làm clip là do nơi mình bị bận công chuyện quá trời không có được ở không nữa nó thành thử ra mình không có làm clip còn lúc nào mình ở không mình rảnh mình mới làm thường xuyên còn lúc bây giờ thì lúc này mình không rảnh mình không có làm thường xuyên được thì mình mong bà con làm y gan như mình đó, thì nuôi con rắn nó đạt thôi thì bà con làm như cái những cái, cái clip mình chỉ qua rồi bà con làm cái chuồng ấy gan như mình chỉ đó thì nuôi con gắn là chỉ nó lo mồi cho nó ăn thôi chứ con gắn của mình không có bị gì hết đó. thì uh, sẽ vài ngày nữa mình cũng rảnh rồi mình sẽ làm cái mấy cái clip bên chuồng thiên nhiên cho bà con nuôi ra sao ha mình sẽ làm lại mấy cái clip đó hết với trồng cỏ như thế nào đó mình sẽ làm lại mấy cái clip đó cho bà con coi còn hôm nay đó thì bà con cũng coi rõ rồi đó ha thì mình cũng chia sẻ bà con nó làm có lỗ có hang sẵn đó bà con thấy ha thì bà con làm đi gan như mình chỉ là con gắn của mình không có bị phòng với da nè lỗ nó nè bà con thấy không nè, nè mình dỡ máy con cao lên chút tại mình thu mình bự rồi nè lỗ nó nè bà con thấy lỗ nó không đó đó bà con thấy lỗ chưa lỗ nó có đầy đủ trơn nè Nghe bà con nên che mưa nghe bà con đừng có để nó mưa đó mình cũng bị phòng cái chuồng mình dựa là gì nè mà mưa mưa mình xử lý liền được thì nó không bị phòng da còn không có mình nhà mình đi công chuyện tới mấy ngày đó thành thử ra rồi nó mưa bề là mình mưa mình ở nhà mình không khai ra nước được không nước khai ra không được mình không tưới nước xả là cố gắn mình bị phòng da không đó chứ đừng nói chi bà con mình đây cũng vẫn bị nữa chứ nó nói bà con không không phải là không bị đâu nhưng cái cách đó, che mưa che nắng là nó không có bị còn của mình để mà trống nè đó thì mưa đám mưa những năm mưa lớn nổ nước là nó vẫn bị bình thường đó rồi hôm nay mình cũng tạm ngưng nha bà con mình chạm con hết rồi chắc giờ ngày nữa mình làm thêm hai clip nữa cho bà con rồi, tạm ngưng luôn bà con ơi